Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 16 tháng 4 2024. Chúng ta tiếp tục học tập một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng, học đến tập 77. Nhân đức đọc một công đoạn này, lời chư tổ sư để lại. Chúng ta là những người tu tịnh độ niệm Phật sẽ gây dựng được tín nguyện cực kỳ kiên cố. Quý vị nhớ, chỉ cần quý vị tín nguyện kiên cố niệm Phật thì tổ sư nói rằng vạn người tu, vạn người giảng sanh. Nhớ nghe, người niệm Phật mà không giảng sanh là do tín nguyện không kiên cố. Kiên cố là dù mình có nghe cái gì, ai nói gì, mình cũng không dao động tâm. Dưới cái tâm mình tin Phật, niệm Phật và cầu sanh cực lạc, lòng tin đó phải cực kỳ kiên cố. Cái điều quan trọng của hành giả tu tịnh độ để một đời được giảng sanh đó là tín nguyện phải kiên cố cả đời. Chỉ cần gây dựng tín nguyện kiên cố, chắc chắn vì niệm Phật sẽ giảng sanh. Nhớ, thành thật niệm Phật. Đại sư Liên Trì là bậc tổ sư của tông tịnh độ vào thờ nhà Minh. Trước khi vãng sinh cực lạc, đại chúng cầu thỉnh để lại lời di chúc. Đại sư dạy rằng thành thật niệm Phật. Tổ sư một đời tu hành chỉ để lại bốn chữ đơn giản, nhưng bốn chữ ấy đã nhiếp tất cả cương lĩnh của người tu hành thật sự bên trong. Vào thờ mạt pháp, ma cường pháp nhược, chúng ta đầy dạy. Chúng ta chỉ cần nắm chắc bốn chữ thành thật niệm Phật làm nguyên tắc cho việc tu hành thì không bị tất cả tà ma ngăn trở, mê hoặc điên đảo. Quá hay vì vì nghe rất rõ ràng không? Vào thời mạt pháp, ma cường pháp nhược. Nghe, để ý nghe vị. Chúng ta đại dạy. Ma cường pháp nhược. Chúng ta đại dạy. Phải không? Để nghe công đoạn này rồi quý vị sẽ thấy bây giờ con người ta phỉ báng nhau, làm mọi cách để cho con người ta hơn thua đấu đá nhau để trục lợi. Phải không? Chúng ta đại dạy. Nói quý vị phải tỉnh táo nha. Chúng ta chỉ cần nắm chắc bốn chữ thành thật niệm Phật làm nguyên tắc cho việc tu hành thì không bị tất cả tà ma ngăn trở, mê hoặc điên đảo. Nếu như quý vị nắm chắc bốn chữ thành thật niệm Phật thì thành công. Còn người mà không thành thật niệm Phật, không gây dựng tín nguyện kiên cố thì quý vị chắc chắn bị quấy rối. Nên những người nghe hai ba điều gì đó là tự nhiên dao động tâm rồi, thôi chịu thuốc. Nên những đức mỗi ngày lo việc trong ngôi tam bảo, những đức bình thản cái tâm đó quý vị. Nhiều Phật tử họ gặp những đức họ nói con sợ cho thầy gì, con sợ cho thầy kia. Những đức nói cô khỏi cần lo, không có gì phải sợ. Chúng ta chỉ cần niệm niệm gì người thành thật niệm Phật cầu sanh cực lạc, không có gì hết. Trong cuộc đời này thịnh thì suy, chuyện đó là bình thường thôi. Được rồi mắc, chuyện này bình thường. Sanh thì tử, chuyện này bình thường. Trẻ thì già, chuyện này bình thường.
Thương thì ghét, chỗ này bình thường. Nhớ nghe, thì nhớ những điều bình thường này để quý vị không bị nặng nề cái tâm. Nếu như chúng ta nghĩ rằng trong cuộc đời này chúng ta thịnh thì chúng ta sẽ giữ nó thịnh hoài, thì chúng ta sẽ bị rớt chắc chắn. Nhưng chúng ta biết có thịnh thì phải có si. Cái thịnh nhất là chúng ta không bao giờ bị buồn khổ, chán nản. Đó là thịnh nhất. Còn cái của cải vật chất, nhà cao cửa rộng, rồi chùa cao Phật lớn, cái này có thì mắc. Không thể nào ai giữ hoài được, vì con người sớm muộn cũng chết. Nên gầy dựng cái tâm thành thật niệm Phật là chỗ đặc biệt quan trọng. Không bị ma tà quấy rối, là mình mê hoặc điên đạo. Nên sự hơn thua đấu đá, sự đấu tranh đủ chuyện trong cái thời mạt pháp, Đức Phật đã nói rõ ràng đấu tranh kiên cố. Đức Phật đã nói rõ ràng đấu tranh kiên cố mà quý vị. Nên chắc chắn là phải có đấu tranh thôi. Mình ở trong sự đấu tranh đã nhìn ra cái khổ của cõi đời trượt ác này. Nhìn sự đấu tranh kiên cố của con người, chúng ta nhìn thấu được một hơi thở thở ra không hít vào. Cái gì mình cầm theo được đâu mà hơn thua đấu đá tranh giành. Nên quý vị biết rằng trong cái hoàn cảnh đó mà giúp cho chúng ta giác ngộ. Trong cái hoàn cảnh đó giúp chúng ta nhìn thấu rất rõ ràng. Nếu như quý vị có góc độ chân thật nhìn thấu thì quý vị sẽ biết. Nhưng hôm qua như Đức gặp một cái cô này, cô kể gì cuộc đời cô khổ, mất mẹ năm 2 tuổi, xa mẹ năm 2 tuổi chứ không phải mất mẹ. Sinh ra năm 2 tuổi không có mẹ nuôi, nên cô không biết mẹ, không biết gương mặt mẹ cô. Cuộc đời gian chung vô cùng. Năm 16 tuổi mẹ gả cô. Khi gả cô mà chồng cô gần gũi với cô mà cô tưởng đó chồng cô đè quýnh cô. Cô nói như Đức gì? Nói chồng con gần gũi với con mà con tưởng đâu đè đánh con thầy. Không biết gì hết. Rồi sống với chồng, chồng chửi mắng đánh đập. Có được 2 người con trai. Sau này chồng có vợ khác, chia tay. Người con trai năm 23 tuổi, người con có hiếu lắm, mắt. Cô khổ đau cùng cực. Sau này cô nghe Đức chia sẻ Phật pháp được tính ra mấy năm nay, cô cởi mở tâm tư và sống vui vẻ. Sống như ngày tháng còn lại, cô nói quá ý nghĩa. Nhưng bây giờ khảo đảo là thằng con bây giờ còn sống, là nó có gia đình, bây giờ nó lại bắt hiếu với cô. Có lần con á thầy, mình làm cực khổ của cải để lại cho con hết, vậy mà con khi có vợ lại trở mặt bắt hiếu với mình, xô con té, xong cầm dao lên định giống như muốn giết con. Nó không lẽ giờ con giết mẹ, mà con giết mẹ rồi vợ con của con làm sao? Nói câu nghe đau lòng ghê. Giết mẹ rồi vợ và 2 đứa con con sống sao? Tại vì con vô tù ngồi, họ sống làm sao? Không nghĩ đến mẹ mà nghĩ đến vợ con của họ. Cũng như chúng ta khi ngày xưa có gia đình, mình cũng nghĩ đến gia đình, mình cũng quên cha mẹ. Giọt nước trước nhiễu sao, giọt nước sau nó nhiễu như vậy vì nhớ. Cô nói là cô đứng, cô nhìn thằng con trai cô, nói con ơi sao con đành đọn như vậy. Mẹ khổ, mẹ sống vì gia đình, vì các con. Sao mà giờ con đối xử với mẹ vậy? Cô đau khổ, nói là muốn thở không nổi. Đau khổ dữ lắm, thở không nổi luôn. Rồi bây giờ cô đang sắp xếp việc nhà cửa, cô nói có một căn nhà
lam lũ cực khổ mua nhà của, cũng có nhà đàng hoàng. Bây giờ định chia lại cho thằng cháu nội. Thì trong tâm nhận thức nói rằng đúng ra mình chia cho thằng con trai mà nó chửi mắng muốn giết mình. Vì sao? Vì họ đi đến đây để đòi nợ mình. Nên cô có hai thằng con trai, một thằng thì hiếu, một thằng thì bất hiếu. Thằng hiếu cô nói rằng là kêu mẹ nằm lên tay con, rồi xoa bóp, rồi thương mẹ lắm. Mà 23 tuổi chết là nó đến nó báo hiếu, nó báo ơn cho mình đủ rồi đi đầu thai. Còn thằng bác hiếu này là nó đi đến đòi nợ. Mà đã đi đến đòi nợ thì thôi, của cải gửi cho nó đi, cho nó đi. Rồi mình sắp xếp chuyện nhà hết. Cô cũng muốn đi tu thì cô đủ duyên, cô vô chùa, vô đây niệm Phật ở trong Hoa Tam Bảo. Mà quyết tâm đi phải tu cho bằng được. Chứ vô tu mà không được mà đi về nữa thôi chịu thua. Mà khổ đến mức gì còn gì mà ở không được nữa quý vị. Bây giờ sống với con trai nó ghét, sống cũng không cảm thấy bình yên. Thà tránh mặt phức cho rồi, cảm thấy còn nhẹ nhàng hơn. Cô kể chuyện như nghe mà thấy đau lòng đấy. Từ nơi đó mà cô nói rằng nhờ cô nghe những buổi giảng, những đức giảng mà cô cởi mở tâm tư cô nhẹ nhàng. Nếu không cô cũng muốn kết liễu cuộc đời, muốn tự tử chết phước cho rồi. Từ những bài pháp, từ những đoạn chia sẻ ngắn, đơn giản thôi, từ kể những câu chuyện thôi mà nhiều người người ta gặp giống hệt hoàn cảnh gì. Nên như đức chia sẻ Phật pháp, cái cách mà người ta thích dễ nghe đó là những đức kể những câu chuyện. Mà những câu chuyện đó là những câu chuyện mà người ta dính phải, gặp phải, rồi đem pháp môn niệm Phật đưa vào câu chuyện đó để giải mã. Chỉ có niệm Phật mới bán khổ được. Như câu chuyện mà bà cụ mà khổ đến mức cùng cực, có một thằng con trai chửi mắng bà, xem thường bà, mỗi ngày nấu cơm lo cho con mà con chửi. Thì bà cụ này mới đến gặp vị thầy hỏi. Vị thầy nói sao bà không bán khổ đi. Bà hỏi bán khổ bằng cách nào thầy? Ông thầy ông chỉ. Bà nhớ Phật niệm Phật là bán khổ. Từ đó về sau bà cứ nhớ Phật niệm Phật. Bà làm cái gì bà cũng niệm Phật. Vài năm sau thì bà biết ngày giờ giảng sanh. Bà giảng sanh là chấm dứt khổ đau, bán khổ xong luôn. Nên cái người khổ đau cùng cực nhất nghe Phật pháp để gầy dựng, đây là cái rất quan trọng. Như hôm qua thì Đức gặp một cái cô ở An Giang, bên Tân Châu. Đứa cháu 21 tuổi đang chuẩn bị mổ. Thì Như Đức nói với cô rằng bây giờ người ta bệnh đau mà bản thân mình còn lo âu khóc lóc khi gặp người ta kể lể nó, thì người ta chịu sao nổi. Có mấy người được như cô giáo Lưu Tú Văn, khi bà bị bệnh lao da, gia đình người thân khóc thấy bà tội nghiệp, bà nói thôi khóc làm chi, tôi đến cõi này mấy chục năm nay tôi khổ quá, bây giờ tôi chuẩn bị đi về cực lạc, tại sao không niệm Phật đưa tiễn tôi đi mà khóc. Ít ai được như cô giáo Lưu Tú Văn. Nên người ta bệnh đau rồi mà mình còn kể lể khóc lóc. Mình chỉ có đến gần người ta khuyên người ta nên niệm Phật, còn mang thân này còn khổ. Nếu thọ mạng đến thì niệm Phật, Phật rước về cực lạc, chấm dứt khổ đau. Chỉ có về cực lạc mới giúp được thân bằng nguyên thuộc. Nên mình nuôi bệnh mình phải giúp cho người ta phấn chấn lên. Nhà Đức hướng dẫn cho cô, nhà Đức nói rằng, cô nói với đứa cháu rằng, có những người bệnh như con vậy mà cuối cùng không có sao, con đừng có lo. Con nghe lời cô, con niệm Phật đi. Tặng cho máy niệm Phật, để bên tai hình như 4-5 ngày nữa, 3-4 ngày nữa mổ. Có những người người ta chưa được đẻ ra, người ta đã chết rồi. Có những người sinh ra được vài ba tháng, vài ba năm, chết. Bây giờ mình tới 21 tuổi là nghĩ là quá nhỏ.
Nhưng mà có những người còn nhỏ hơn mình cũng chết. Trong cuộc đời này đa dạng lứa tuổi nào cũng có cái chết. Đầy, thấy không? Nên á, mình làm sao khoắn chắn lên. Cuộc đời có người bệnh thì ai cũng bệnh, già thì ai cũng già, chết thì ai cũng chết. Quy luật này là bình thường. Bình thường. Nên chúng ta phải gây dựng cái tâm niệm Phật khi chúng ta chưa có sự cố định. Người khôn ngoan nhất dù giàu cỡ nào, đó là giàu chứ không chỉ nghèo. Giàu cỡ nào cũng phải càng nghe Phật Pháp, nghe nhân quả, biết tu nhân tích đức, biết niệm Phật. Đây là chỗ gây dựng cho mình. Hôm qua Như Đức khuyên cô bên Tân Châu, Như Đức nói mình bây giờ mình có điều kiện làm ăn được, mình không chịu gây dựng niệm Phật, lỡ một ngày nào bệnh đau có ai chia bệnh mình không? Tiền có thể chia, ăn có thể chia, ở có thể chia, đồ có thể chia, vật chất thế gian có thể chia, nhưng mà khi bệnh không được chia, muốn chia cũng không chia được, và khi chết không ai thở phụ mình. Hai điểm này là hai điểm mà bản thân mình phải đi. Nên lúc còn sống bình thường gây dựng cái tâm niệm Phật, cái tâm tu, tạo cái mình cầm theo được, để khi cuối cuộc đời mình còn có hành trang mình cầm theo. Nếu không tiêu. Tiêu. Thấy không? Đó. Nên á, những Đức nói chuyện tự nhiên cô mặt cô sáng lên, cô bình an vô cùng. Thì những Đức nói về cố gắng, ngồi bên cạnh cháu niệm Phật cùng với cháu sẽ có kỳ tích xuất hiện. Hay lắm. Nhiều người ung thư đồ này kia mà bác sĩ chạy, mà chỉ có niệm Phật thôi mà chuyển hóa tế bào ung thư, phát thiện, phát niệm vui, chuyển hóa tế bào ung thư. Nên mỗi một con người chúng ta gặp được Phật Pháp là mừng lắm quý vị, quý lắm. Phật Pháp có thể cứu cuộc đời chúng ta mà. Phật Pháp giải quyết được rất nhiều vấn đề trong cuộc đời. Nhớ kỹ, Phật Pháp giải quyết rất nhiều vấn đề trong cuộc đời. Nếu như chúng ta nhận thức được thì nhờ Phật Pháp giúp cho chúng ta được giải thoát. Nên thành thật niệm Phật quý vị. Bao nhiêu lời thị phi trong cuộc đời này, nếu quý vị mà là người thành thật niệm Phật, quý vị không bị nó lôi kéo đâu. Nên trang mạng internet bây giờ nhiều thứ thể loại đó. Chúng ta chọn mục tiêu để vào, mỗi ngày nghe Pháp niệm Phật là được rồi. Nên những Đức bây giờ đẩy mạnh cái việc làm tượng Phật. Lễ Vía Quan kỳ này tượng Phật rất nhiều. Tất cả những trưởng đoàn khắp nơi nơi đưa lên chương trình cho tất cả những người đi lễ Vía Quan cùng với mình. Chuyến này thầy đặt tượng rất nhiều, nên mỗi gia đình nên phát tâm. Từ bây giờ đã hỏi họ, tới ngày đi đặng mình quyết tâm thỉnh tượng Phật. Thỉnh tượng Phật đem về thờ. An nguyện Phật thì rất là đơn giản. Tôn tượng Phật lên xong, bắt niệm Phật lễ Phật lên, rồi tu tập xong. Nếu gia đình ấy có điều kiện thì làm cái lễ phóng sanh. Đọc tam quy, quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh, nhiêu là được rồi. Rồi xong cứ như vậy. Từ đó về sau cứ niệm Phật lễ Phật, quý vị thấy an nguyện Phật cực kỳ dễ. Đơn giản ai cũng làm được hết. Ai cũng làm được hết. Này rất quan trọng. Nhớ. Nên mỗi một người mình á, khi gặp Phật Pháp là áp dụng cho mọi căn tính chúng sanh mà. Căn tính nào cũng áp dụng được chứ. Bản thân mình tu học mà. Còn nhiều cái bắt bẻ nó căn tính này không được, căn tính kia không được, thua. Chỉ cần họ chịu tu thì họ đều thành tựu của đường giảng sanh này. Vì thượng trung hạ đều được thu nhiếp. Nên chúng ta phải tin Phật môn tịnh độ. Nên tổ sư khi ra đi để lại lời phó chúc chân thành niệm Phật. Chân thật niệm Phật đi. Ngài Triệt Ngộ Thiền Sư, Bậc Thiền Sư mà Ngài để lại bài kệ, Ngài cũng là tổ tịnh độ. Thật vì sinh tử phát lòng bồ đề, dùng tín nguyện sâu để trì danh hiệu Phật. Chúng ta chỉ càng gầy dựng tín nguyện để niệm Phật là thành công. Nên tất cả những việc như Đức làm, như Đức đều tin rằng làm việc cho Phật Bồ Tát. Hết lòng hết dạ làm việc cho Phật Bồ Tát. Cứ lo cho chúng sanh đi, giúp cho chúng sanh, niệm niệm gì chúng sanh đi. Nhưng giúp người làm sao mà tồn tại, bản thân mình phải an lạc. Chứ nếu như giúp người mà mình sanh phiền não lại làm sao được. Mình giúp người mà mình phải an lạc kìa, mới là gọi là giúp người. Nên mỗi một người chúng ta ở với cuộc đời này, mình đã nghe được Phật Pháp, gặp được Pháp Môn Tịnh Độ là cơ hội một đời giải thoát. Chứ càng gây dựng tín nguyện cho cực kỳ mạnh, kiên cố thì thành công.
chắc chắn thành công. Phật pháp giúp cho chúng ta nhiều lắm quý vị. Một là thông tâm, hai là chúng ta sẽ không bao giờ trách số phận cuộc đời vì mình tin sâu nhân quả. Nếu như quý vị chịu niệm Phật thì rồi mọi việc cũng sẽ qua. Gặp sự cố gì quý vị cứ niệm Phật đi, rồi mọi việc cũng sẽ qua. Nếu như mình ở trong chùa thì lo tu, cứ lo tu đi, đừng bận tâm gì hết, cứ lo tu đi, tự mọi việc sẽ có sự an bài. Cứ lo niệm Phật sao mà an lạc người thân mình, gặp mình cái là thấy bình an thì quý vị đạt rồi. Còn giờ mình tu hành, mình gặp họ, mình ôm họ, mình khóc là mình thất bại rồi. Làm như đây khổ đau lắm nhưng mà, nghe không? Phải nhận thức cho sâu sắc. Nên mỗi một người mình gặp Phật pháp phải nhận thức. Cái hiểu rồi thì quý vị thấy lợi ích của Phật pháp bất khả tư nghị, vô cùng lớn lao. Nên chân thành niệm Phật, bao nhiêu lời thị phi, bao nhiêu lời châm chích, hơn thua đấu đá, mặc kệ, cho qua, đừng quan tâm tới. Không cần trả lời, không cần đấu đá với nhau, chỉ khỏi cần. Họ tự đưa đồ ra, họ tự xách đồ về, tự làm, tự chịu, tự ăn, tự hưởng đi, thấy không? Chỉ cần mình lo, mình niệm Phật là điều tốt nhất. Nhớ nghe quý vị, nguyện Tam Bảo gia hộ cho quý vị tín nguyện kiên cố niệm Phật cả đời không thối tâm. Khi bỏ báo thân này, chúng ta đều hẹn gặp ở thế giới cực lạc. Chúc quý vị an lạc, A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.